Quý vị và các bạn thân mến, trên đường Thiên Lý Bắc Nam, cách sông Danh khoảng 9 km về phía nam, bạn sẽ bắt gặp một làng quê xinh xắn nằm ở phía đông, ven dòng sông Lý Hòa thơ mộng, hiền hòa, mang dáng dấp của thời kỳ đô thị hóa. Đó là xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Khách thập phương quanh gọi với cái tên cổ xưa và quen thuộc, làng Lý Hòa. Với vị trí địa lý tự nhiên thuận lợi, vừa có núi, vừa có sông, vừa có biển, lại nằm trên tuyến đường huyết mạch của đất nước, nên từ xa xưa, Lý Hòa đã là vùng đất giàu tiềm năng thế mạnh phát triển kinh tế xã hội, là một trung tâm giao thương buôn bán sầm uất của tỉnh Quảng Bình, là vùng đất có bề dày lịch sử, truyền thống văn hóa. Mời quý vị và các bạn đến với Lý Hòa qua bộ phim tài liệu Lý Hòa nơi chân sóng do Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế thực hiện. Nằm trên tuyến đường quốc lộ 1A, cách sông Danh khoảng 9 km về phía nam, cách thành phố Đồng Hới khoảng 20 km về phía bắc. Làng Lý Hòa thuộc xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch là một làng biển khá nổi tiếng của tỉnh Quảng Bình. Với vị trí địa lý tự nhiên thuận lợi, vừa có núi, vừa có sông, vừa có biển, lại nằm trên tuyến đường huyết mạch của đất nước, nên từ xa xưa, Lý Hòa đã là vùng đất giàu tiềm năng thế mạnh phát triển kinh tế xã hội, là một trung tâm giao thương buôn bán vào Nam ra Bắc sầm uất của tỉnh Quảng Bình, là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, truyền thống. Theo các nhà nghiên cứu và các bậc cao niên trong làng, thì Lý Hòa được hình thành từ khoảng nửa cuối thế kỷ thứ 17 với một nhóm những ngư dân ở làng Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh vượt biển vào Nam Hoành Sơn tìm đất mới sinh sống. Gặp vùng đất bằng phẳng dưới chân núi Lệ Đệ, vừa gần sông gần biển, hợp với nghề đánh cá truyền thống của cha ông, nên họ đã quyết định lên bờ lập ấp dựng làng, vừa làm nghề biển vừa buôn bán xây dựng quê hương mới. Buổi đầu dân cư còn ít ỏi, nhưng thấy vùng đất mới yên lành, biển cả giàu tôm cá, nên những người đi trước mở đường đã tiếp tục vận động bà con quê cũ vào định cư. Đến năm 1775, dân đinh lên tới 1.000 người. Thực ra, theo những tài liệu cũ còn để lại, thì vùng đất nhỏ phía nam dưới chân núi Lệ Đệ, phía bắc sông Thuận Cô, đã có những người lính thủy binh Đại Việt đầu tiên đặt chân đến đây, trong các cuộc chinh phạt mở rộng bờ cõi về phía nam dưới thời Lý Trần. Nhưng phải đến khi những ngư dân Cương Gián xuất hiện, thì trên dải đất này mới có làng Thuận Cô Bắc, và sau đó được đổi tên thành Lý Ninh, rồi Lý Hòa. Cho đến bây giờ. Khi nghiên cứu lịch sử thành lập làng Lý Hòa thì rất nhiều nhà nghiên cứu đã dựa vào một tài liệu rất là quan trọng, đó là Ô Châu Quân Lục của Dương Văn An và Phụ Nguyên Thập Lục của Lê Quý Đôn. Thì trong 68 xã của Châu Bố Chính mà Dương Văn An đề cập đến trong tác phẩm của mình thì không có đề cập đến làng Lý Hòa hay là Thuận Cô hay là Liên Ninh. Đến năm 1776, trong Phụ Nguyên Thập Lục của Lê Quý Đôn thì nói rất rõ về làng Lý Hòa. Lê Quý Đôn đã ca ngợi, nhận xét rất là tốt, rất là đầy đủ về làng Lý Hòa. Và chúng tôi thấy rằng là quá trình thành lập làng Lý Hòa nó chỉ có từ sau 1553 và đến trước năm 1776. Đó là quá trình mà tên gọi của làng Lý Hòa nó chuyển đổi từ Thuận Cô Bắc, Lý Ninh và làng Lý Hòa. Và quá trình làng Lý Hòa thành lập đến nay, chúng tôi thấy rằng là nó là quá trình và cái điểm hình thành hoàn chỉnh vào hậu bán thế kỷ 17. Và như vậy cách đây khoảng tương đương khoảng 350 năm, và cái số năm này cũng tương đương với cái số đời của một số dòng họ mà lập cư đầu tiên ở làng Lý Hòa, như là họ Hồ, họ Nguyễn, Duy, họ Phan, khoảng 11 đến 14 đời.
và nó cũng tương xứng với cái năm thành lập đình làng và chùa làng năm 1738-1737, tương đương như vậy. Tôi nghĩ rằng là không có một văn bản nào, văn biên nào chính xác nói về làng Lê Hòa niên đại cụ thể năm nào cả. Tôi nghĩ đó là cả quá trình và nó hoàn thiện vào hậu bán thế kỷ 17. Một cái đặc điểm nữa của làng Lê Hòa là do dân cư gốc ở làng Cương Gián vào, vì vậy mà thành phần dân cư thuần nhất, vì vậy họ bảo tồn văn hóa của họ, đặc biệt giọng nói. Và kết cấu làng xã của làng Lê Hòa nó cũng có một dáng dấp gì đó rất là nguyên si, gần như nguyên si ở cái làng Cương Gián cũ. Vì vậy mà và người ta rất dễ nhận ra một cái sự liên hệ nào đó giữa hai cái làng này. Và truyền thống của làng Lê Hòa nó tiếp nối truyền thống của làng Cương Gián, một cái làng rất nổi tiếng của vùng Hà Tĩnh. Làng Lý Hòa có tổng diện tích đất tự nhiên gần 200 hectare với hai vùng địa hình tiêu biểu. Vùng núi phía Bắc còn gọi là Đèo Lý Hòa chiếm đến 2/3 diện tích tự nhiên của cả làng. Đèo Lý Hòa được tạo nên bởi dãy núi lẻ đẻ xuất phát từ Đại Ngàn Trường Sơn chạy dài ra tới biển cắt ngang địa hình làng Lý Hòa. Nhà bác học Lê Quý Đôn từ thế kỷ thứ 18 đã miêu tả trong sách Phủ Biên Tạp Lục rằng núi lẻ đẻ tự đầu nguồn, dưới đến bờ biển, dẫu không cao lắm nhưng liên tục hơn 100 ngọn chắn ngay đường vào Thuận Hóa. Điều đó cho thấy dù không hiểm trở nhưng dãy lẻ đẻ là một bức tường thành thiên nhiên vững chắc, một yếu tố phong thủy quan trọng cho sự ổn định và phát triển của làng Lý Hòa. Với 1/3 diện tích còn lại của làng là dải đất cát ven biển kéo dài từ phía nam chân đèo Lý Hòa đến cửa sông Lý Hòa. Đây là nơi cư trú với mật độ vô cùng đông đúc và chủ phú của hơn 1 vạn cư dân làng biển Lý Hòa. Cũng trong Phủ Biên Tạp Lục, Lê Quý Đôn đã biết rằng thôn Lý Hòa Châu Nam Bố Chính, đất ấy là dư khí của núi Lệ Đệ rủ xuống thành một bãi cát bằng nổi cao mở rộng. Dân cư ở ngay bãi trụng phía nam bên tà ngạn ôm lấy sông Thuận Cô, tức sông Lý Hòa, từ bên hữu ngạn chạy lại làm án, cho nên nhân đinh thịnh vượng đến hơn 1000 người, tục quen buôn bán. Thời bình vào tận Gia Định đóng thuyền nan hơn 100 chiếc đem về bán. Quả thật các bậc tiền nhân xưa của làng đã thật là tinh mắt khi chọn mảnh đất này làm nơi dừng chân dựng làng lập ấp. Từ trên cao nhìn xuống, ta có thể thấy Lý Hòa ở vào thế thượng sơn hạ thủy, núi răng một phía, biển vây ba bề. Với một bãi biển dài khoảng 5 km nằm giữa hai cửa sông lớn, sông Danh và sông Lý Hòa, nên hàng năm biển ở đây được tiếp nhận một khối lượng phù du khá lớn của hai sông đổ về, tạo nên nguồn thức ăn vô tận cho các loài thủy hải sản. Bởi vậy, biển Lý Hòa luôn là nơi cung cấp những loại hải sản tươi ngon nổi tiếng vào hạng nhất nhì của tỉnh Quảng Bình, với một sản lượng khá lớn. Cũng bởi vậy, biển ở đây đã trở thành một ngư trường đặc biệt. Hàng năm trên biển có hàng trăm tàu thuyền từ các địa phương đến đây đánh bắt khai thác hàng ngàn tấn hải sản phục vụ dân sinh và xuất khẩu. Mặt khác, do có đèo Lý Hòa chạy dài ra tới tận biển nên đã tạo ra bãi đá nhảy và đá giếng với muôn vàn khối đá lô nhô to nhỏ cao thấp muôn hình vạn trạng, hình thành nên một khu du lịch biển vô cùng sạch đẹp và kỳ thú.
Mặc dù chưa được quy hoạch và đầu tư một cách thích đáng, nhưng bãi biển đá nhảy với những giá trị tự nhiên của nó đã trở thành một điểm đến hấp dẫn của hàng ngàn du khách. Cùng với làng Lý Hòa, đèo Lý Hòa với bãi đá nhảy đã được Bộ Văn hóa Thông tin trước đây công nhận là quần thể di tích thắng cảnh cấp quốc gia. Từ buổi đầu lập làng đến nay, người dân Lý Hòa đều sống chủ yếu dựa vào nghề buôn bán, đi biển và chế biến thủy hải sản. Với đức tính cần cù, chịu thương chịu khó, người dân ở đây đã sớm biết dựa vào giao thông đường biển, giao thông đường bộ để mở rộng giao lưu, buôn bán, trao đổi hàng hóa, quyết chí làm giàu, biến làng quê nhỏ bé trở thành một trung tâm thương mại lớn của tỉnh Quảng Bình. Trước khi nói đến cái làng Lý Hòa thì tôi muốn nhắc lại một cái quan điểm của một cái học giả là anh Nguyễn Hữu Thông. Anh nói rằng là trên cái vùng ven biển nó có những cái thỉnh thoảng nó có những cái dãy núi nó cắt ngang ra biển và nó tạo nên những cái mà anh học giả Nguyễn Hữu Thông gọi là cái túi duyên hải. Và cái túi duyên hải chính là những cái nơi nó hội tụ những cái giá trị văn hóa và nó trở thành những cái điểm có cái nét văn hóa rất đặc sắc. Thì Lý Hòa chính là một trong những cái túi duyên hải mà ở đó đời này qua đời khác nó hội tụ xếp lớp những cái giá trị văn hóa làm cho làng Lý Hòa trở thành một trong những cái làng mà có thể nói là vừa là dân hương vừa là kỳ hương, tức là nó có những yếu tố rất là đặc biệt, nó xếp lớp rất nhiều các cái loại hình văn hóa ở cái làng này. Để trước hết phải nói là đây là một cái làng di cư từ ở phía Bắc vào, nhưng mà khi nó định cư ở trên địa bàn Quảng Bình á thì nó sớm xác định được cái vị trí lịch sử của nó và nó có một cái sự phát triển hết sức bền vững. Cho nên ngay từ những ngày đầu tiên thì làng Lý Hòa trở thành là cái làng có tiếng rồi. Thứ nhất là trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có viết rằng là cái làng Lý Hòa là cái làng mà con người ở đấy nó rất là nhanh nhẹn, rất là tháo vát. Họ làm được rất là nhiều nghề, làm được rất là nhiều việc. Thì cái câu đó nó gợi mở cho tôi một cái ý nghĩ rằng là cái làng Lý Hòa không chỉ là một cái làng biển thuần túy mà nó là một cái làng phức hợp của nhiều loại hình kinh tế văn hóa. Và cái loại hình mà người Lý Hòa tôi cho rằng giỏi nhất, giỏi hơn cả cái nghề đi trải lưới ven biển, đó là cái nghề thương mại. Và nghề thương mại làm cho họ trở thành một cái điểm giao thương, và giao thương chính là cái nơi mà nó hút văn hóa về và nó tỏa văn hóa đi. Thì chính đấy, cái đó nó đưa cho Lý Hòa một cái giá trị lớn như vậy. Trải qua hàng trăm năm hình thành và phát triển, bên cạnh việc tạo dựng một cuộc sống vật chất ổn định, cộng đồng cư dân của làng Lý Hòa còn xây dựng nhiều công trình kiến trúc dành cho đời sống văn hóa tinh thần và sinh hoạt tâm linh. Trong đó, đình làng là một công trình tiêu biểu mang đậm nét kiến trúc Việt thời nhà Lê và một thời là trung tâm chính trị văn hóa xã hội của làng. Đình được xây dựng từ năm 1738 trên vùng đất cao nhất ngay giữa trung tâm của làng, mặt hướng ra sông Lý Hòa. Lúc đầu, đình chỉ là một ngôi nhà nhỏ với bốn cột gỗ lim, trên phủ một lá buồm che bàn thờ ngài Thành Hoàng của làng. Sau này, qua các thời kỳ lịch sử, bom đạn, chiến tranh, thiên tai địch họa, đình làng Lý Hòa đã được trùng tu, đại trùng tu nhiều lần, và ngày càng khang trang bề thế hơn, xứng đáng là trung tâm văn hóa, là biểu tượng tinh thần của quê hương, để các thế hệ con dân Lý Hòa dù làm gì ở đâu cũng đều ngưỡng vọng hướng về. Cánh dê kiệm ngân hương hoa đăng trà. Năm 1992, đình làng Lý Hòa đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Ngày nay, đình làng Lý Hòa, ngoài việc thờ tự Thành Hoàng làng, tiên tổ các dòng họ, những người có công với làng, đình còn là nơi hội họp, tổ chức các hoạt động lễ tế hội hè của con dân trong làng.
đình này á, hàng năm diễn ra các lễ hội. Lễ hội thứ nhất là lễ hội đầu xuân, tức là cầu phúc, cầu tài, cầu lộc cho con, cho muôn dân. Thế nào? Đến 15 tháng 6 thì có một định, có một lễ người ta gọi là lễ đại trường câu, tức là cầu cho mưa thuận gió hòa để các thuyền đi đánh cá là thuận lợi, và các chủ ghe bầu, các ghe bầu đi bắc nam là thuận lợi, thì gọi là cầu mùa. Đến 15 tháng 8 thì diễn ra một cái lễ hội gọi là lễ hội hội phàm, tức lễ hội này dành riêng cho các ghe bầu đi bắc nam về, người ta gọi là lễ đi trong về mừng, để là coi là một năm sau một năm đi trên biển hết chỗ này chỗ khác bắc nam rồi buôn bán, bây giờ về là làm việc lễ làm tế thần. Thì lễ thứ tư là có cái lễ gọi là lễ ban trì rằm tháng 10 hàng năm, là đây cũng của hội ghe bầu, người ta về ta cúng tế. Cái lễ này chỉ là cúng chay hoàn toàn, bắn chì, bắn bò, bắn các loại bắn, mục đích là để tế thần, nhưng đồng thời á, để cho là mọi người hưởng lộc chay để trong sạch, đồng thời là dùng cái lễ vật này để mà là trả tiền công cho những thợ, ví dụ thợ sửa chữa đình, thợ mộc, rồi thợ nê và thợ máy các đồ là nghi lễ của làng. Thì đó là diễn ra mấy cái lễ hội như vậy. Mà khi có lễ hội á, thì thông thường người ta là có phần lễ là có phần hội. Phần hội nói lên cái truyền thống bằng lời ca tiếng hát, nói truyền thống của làng quê. Thì phần hội gồm có như thế này. Thứ nhất là có múa nhà trò. Cái thứ hai là có múa dân rượu. Thứ ba là cũng múa đèn. Thứ tư là có bơi chải ở trên sông. Thì sau này thì vì dinh không còn nữa cho nên là có thêm cái chèo cạn. Chèo cạn là dùng cho dinh, tức là thờ Nam Hải Đại Vương thôi. Điều đáng nói là đình làng Lý Hòa còn là nơi thờ tự các bậc khai khoa phát khoa của làng. Bởi Lý Hòa là một làng quê có truyền thống hiếu học. Đến nay sử sách còn lưu lại khá nhiều tên tuổi người làng Lý Hòa, Đỗ Đại Khoa, thời Triều Nguyễn. Tiêu biểu cho truyền thống quý báu đó là dòng họ Nguyễn Duy. Người khai khoa của làng là ông Nguyễn Duy Cần, Đỗ Tam Giáp Đồng Tiến sĩ, khoa thi năm Nhâm Dần, niên hiệu Thiệu Trị thứ hai 1842. Ông là cha của cử nhân Nguyễn Duy Miễn, là ông nội của năm đại khoa, đều là con của cử nhân Nguyễn Duy Miễn. Đó là các ông Phó Bảng Nguyễn Duy Thắng, cử nhân Nguyễn Duy Đồng, tiến sĩ Nguyễn Duy Tích, tiến sĩ Nguyễn Duy Phiên, Phó Bảng Nguyễn Duy Thiệu. Đây được xem là một gia tộc được xếp vào bậc ngũ quế tam hòe, nghĩa là một gia đình dạy học có được 5 người đỗ đại khoa là một việc hiếm thấy. Cái làng Lý Hòa là cái nơi mà có một truyền thống học hành khoa cử, có thể nói là không chỉ là cái làng đứng đầu Quảng Bình mà nó còn có thể xếp vào những cái làng nổi tiếng về học hành khoa cử của trong cả nước. Có một dòng họ hết sức nổi tiếng và truyền nhau cái truyền thống khoa bảng này, đó là dòng họ Nguyễn Duy, truyền đến 7-8 đời và đời nào cũng đỗ đại khoa, thì đó là một cái truyền thống không mấy khi có. Một nét nữa có thể thấy được ở cái làng Lý Hòa, tức là Lý Hòa không bỏ hẹp cái hoạt động trong bản thân văn hóa của cái làng mình. Thường người ta nghĩ đến văn hóa làng xã, tức là người ta nghĩ đến cái đóng khuôn của một cái đặc trưng làng, nhưng mà làng Lý Hòa thì bên cạnh cái tố chất Lý Hòa thì Lý Hòa còn là cái nơi mà tỏa sáng cái văn hóa ra cả một cái vùng. Bởi thế cho nên là cái dòng tên Lý Hòa được người ta dùng để đặt cho một loạt các địa danh như là làng Lý Hòa, như là cầu Lý Hòa, như là sông Lý Hòa, như là đèo Lý Hòa, như là biển Lý Hòa. Thì không phải tất cả những cái địa danh đấy mà về mặt chủ quyền đất đai nó thuộc về Lý Hòa tất cả. Thế nhưng mà nó chịu ảnh hưởng bởi cái sự lan tỏa văn hóa Lý Hòa, cho nên Lý Hòa trở thành một cái tên để đặt chung cho một cái vùng như vậy. Cái mặt mà nổi trội nhất đánh giá ở làng Lý Hòa là cái văn hóa kinh doanh. Cái mặt nổi trội thứ hai đánh giá ở cái làng Lý Hòa là cái văn hóa học hành khoa cử. Cái mặt thứ ba đánh giá ở cái làng Lý Hòa là cái văn hóa theo cái dòng bạc học.
tức là cùng với học hành khoa cử thì các nhà trí thức của cái thời kỳ phong kiến cổ trước đây là cái người mà đã để lại rất là nhiều cái công trình khảo cứu, rất nhiều cái sự nghiệp cống hiến cho cái sự phát triển của đất nước, của vùng. Và cái vết truyền thống đó nó kéo dài cho đến tận ngày nay. Cùng với việc xây dựng đình làng, những người dân Lý Hòa thế hệ thứ nhất định cư ở đây đã tiến hành lập chùa thờ Phật từ năm 1738 với tên gọi là Vĩnh Phước Tự. Như vậy, Phật giáo đã hiện diện ở Lý Hòa từ khá sớm. Trải qua nhiều lần trùng tu đến thời các vua Nguyễn, Vĩnh Phước Tự đã rất khang trang và được kiến trúc bài trí thờ phụng theo phong cách chùa Huế. Nhưng thật đáng tiếc, năm 1966, Vĩnh Phước Tự đã bị bom Mỹ tàn phá, chỉ còn lại nền chùa, cổng tam quan và giếng chùa. Năm 2011, vợ chồng ông Phan Hải và bà Hoàng Thị Dung, những người con của Lý Hòa đang làm ăn sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, đã phát tâm xin phép được đầu tư xây dựng lại Vĩnh Phước Tự trên nền chùa cũ. Đến nay, chùa đã sắp khánh thành với đầy đủ chính điện, nhà tăng, nhà hậu, tam quan và nhiều pháp tượng, pháp khí. Lý Hòa lại có thêm một trung tâm văn hóa tâm linh làm chỗ dựa tinh thần cho việc giáo dục đạo đức hướng thiện cho con em trong làng và ở trong vùng. Trong chùa thì diễn ra, một năm sẽ diễn ra mấy lễ. Một lễ cầu phúc đầu năm, tức là ngày mồng 10 tháng 2. Thì khi cầu phúc ấy, thì có tụng kinh và có sư giải đến tụng kinh và nhân dân khắp vùng. Cả cái vùng chung quanh này là ngoài nhân dân Hải Đạt ra thì còn nhân dân các nơi cũng đến hướng thiện và niệm Phật. Đó là một cái lễ cũng tương đối lớn. Một cái lễ nữa là lễ là Phật đản. Trước đây là mùng 8 tháng 4, bây giờ là 15 tháng 4. Thì cũng là một cái lễ rất lớn, cùng tổ chức long trọng để hướng thiện cho các vùng xung quanh đến mà hướng thiện. Đặc biệt cứ 3 năm có một lần là chùa tổ chức làm lễ cầu siêu cho các vong hồn khắp nơi. Thì lễ cầu siêu diễn ra 3 đêm 3 ngày. Cái đình với cái chùa là hai con mắt. Làng Lý Hòa có người ta gọi là làng hổ phục rồng trầu. Mà cái rồng trầu này có mắt, rồng có hai con mắt. Một con mắt thần là cái đình, biểu hiện chỉ ý chí chiến đấu với là kẻ thù, chiến đấu với là phong ba bảo táp để lao động và sáng tạo tồn tại. Hai là con mắt, thứ hai là con mắt Phật thì biểu hiện sự hướng thiện. Cho nên là cây này rất quý, cho nên người ta đã trước đây hai con mắt cũng mất, được một con mắt được khôi phục là cái đình. Bây giờ cái chùa được khôi phục là hai con mắt hoàn thiện, tức là hổ phục rồng trầu được hoàn thiện, tức con người sẽ được hoàn thiện và chắc chắn làng Lý Hòa sẽ được là phồn vinh và thiện. Phát huy truyền thống của làng học, làng khoa bằng, các thế hệ người Lý Hòa dù khó khăn đến đâu trong cuộc sống cũng cố gắng học hành cho bằng anh bằng chị. Vì vậy, nhiều người con Lý Hòa đã phấn đấu vươn lên trong học tập, đỗ đạt cao, trở thành những người có ích cho xã hội, có nhiều cống hiến cho đất nước. Và dù họ là tướng lĩnh trong quân đội, là tiến sĩ, kỹ sư hay là nhà kinh tế giỏi, thì từ trong sâu thẳm trái tim của họ vẫn đau đáu một nỗi niềm hướng về quê hương, hướng về quê cha đất tổ, nơi mảnh đất đầy nắng và gió này. Là thế hệ của chúng tôi ấy, là học sinh cấp 2 ở Ba Đồn, từ năm 1961 ấy, thì chúng tôi mang ba lô ra học trường Hải Hải ở Hải Phòng. Đến nay thì chúng tôi về hưu ở thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua là trên 40 năm này, vừa học tập vừa là công tác. Thì hơn ai hết thì anh biết chúng tôi là người thủy thủ. Thì đã là vừa xa nhà nhưng mà là xa tổ quốc. Thì lúc nào cũng nhớ về quê hương cả. Bắt đầu từ năm 2007 ấy, thì vợ chồng chúng tôi đã về đầu tư xây dựng trường cấp 2.
rồi sau đó bình xã và xây dựng trường tiểu học, rồi tiếp tục xây dựng khu đài tưởng niệm. Và vừa qua là cách đây 4 tháng chúng tôi là hoàn thành xây tường mẫu giáo. Và hiện nay chúng tôi đang xây dựng cái chùa thì dự kiến là cuối năm này xong. Thì chúng tôi tâm niệm là vợ chồng chúng tôi rất hạnh phúc vì đã góp phần nhỏ của mình để xây dựng, góp phần xây dựng cho quê hương. Con em Lý Hòa dù đi đâu làm đâu cũng có một cái tinh thần nhớ về quê hương của mình. Từ trước đây, ngay cả những người làm quan như là ông Nguyễn Chí Sán đã từng làm ám sát của tỉnh Thanh Hóa cũng đã có rất nhiều cái công lao đối với làng. Và rất nhiều người nữa mặc dù đi xa ở đâu cũng nghĩ đến về làng mình. Đặc biệt là một sự kiện rất quan trọng là một người con ưu tú của làng là ông Phan Hải, và vợ của ông là những người mà đã góp công góp sức rất nhiều và làm biến đổi cho làng đẹp hơn, sạch hơn và đàng hoàng hơn. Và sau cái sự kiện mà anh Phan Hải đã đóng góp cho làng nhiều như thế thì nó cũng làm cho mọi người dân làng dù đi ở trong làng hay ngoài làng, đi xa đâu cũng cảm động, và họ thức dậy trong họ một tình cảm quê hương của làng. Và nhiều người bắt đầu là cũng đóng góp phần mình vào cái sự đóng góp cho làng, làm sao để làng mình đẹp hơn, sạch hơn, đàng hoàng hơn và nó hiện đại hơn. Từ khi đất nước được thống nhất và đặc biệt sau thời kỳ đổi mới, người dân Lý Hòa đã phát huy được tính năng động, cần cù sáng tạo trong truyền thống để phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và xã hội, góp phần tạo nên những đổi thay to lớn cho quê hương. Tuy nhiên, phía trước vẫn còn những mục tiêu mà người dân Lý Hòa vẫn phải tiếp tục phấn đấu thực hiện. Trên mảnh đất hẹp, dưới chân núi Lệ Đệ, nơi chân sóng, gần 400 năm qua, những người dân Lý Hòa đã không ngừng đấu tranh, vật lộn với phong ba bão táp, vượt qua chiến tranh tàn khốc để xây dựng một Lý Hòa chủ phú, một Lý Hòa phồn thịnh và sôi động. Quả thật, đến Lý Hòa hôm nay, khi trời yên biển lặng, ta như thấy một con rồng đang bay lên trên biển lớn.